tàu chiến của Hải quân Mỹ gần Yemen đánh chặn nhiều tên lửa. Quan chức Mỹ nói với CNN rằng một tàu chiến của Hải quân Mỹ hoạt động ở Trung Đông đã chặn nhiều quả đạn gần bờ biển Yemen hôm thứ Năm. Một trong những quan chức cho biết tên lửa được bắn bởi phiến quân hao thị do Iran hậu thuẫn, những người đang tham gia vào cuộc xung đột đang diễn ra ở Yemen. Theo quan chức thứ hai, khoảng 2 đến 3 tên lửa đã bị đánh chặn. Cuối ngày thứ Năm thư ký báo chí Lầu Năm góc BRIG. Tướng Pat Ryder xác nhận rằng USS Cagney đã bắn hạ ba tên lửa tấn công mặt đất cũng như một số máy bay không người lái do lực lượng hao thị do Iran hậu thuẫn phóng ở Yemen. Hành động này là minh chứng cho cấu trúc phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp mà chúng tôi đã xây dựng ở Trung Đông và chúng tôi sẵn sàng sử dụng bất cứ khi nào cần thiết để bảo vệ các đối tác cũng như lợi ích của chúng tôi trong khu vực quan trọng này, ông nói trong một cuộc họp.